Cô gái xinh đẹp này chính là một tay trộm cực kỳ chuyên nghiệp, đã từng đi nhảy đồ của hầu hết tất cả các cửa hàng trang sức lớn nhỏ trên thế giới. Cô đang có một kế hoạch, đó chính là đánh cắp sợi dây chuyền kim cương siêu bự này. Liệu kế hoạch của cô có thành công hay không, và đằng sau cô có ai hậu thuẫn mà cô có thể tung hoành ngang dọc như vậy? Xin mời các bạn cùng mình tìm hiểu nha. Đây là tên trùm lừa đảo Giang Đô Chiêu, đã thành lập 23 công ty marketing, chỉ trong một đêm lừa đảo 4.000 tỷ won, khiến hàng vạn nạn nhân đều tán gia bại sản, vô số vụ tự sát không đếm xuể. Vụ việc này gây chấn động cả nước. Hoàng Di Sung là một tên lừa đảo có chỉ số IQ rất cao, cha của anh là chuyên gia làm giả chứng từ, người trong giới gọi là Du Súc. Hoàng Di Sung được cha chân truyền, vô cùng thành thạo các thủ đoạn lừa đảo gian lận, cho nên Giang Đô Chiêu muốn vượt biên xuất cảnh nên đã ủy thác Du Súc chưa từng thất bại giúp đỡ. Nhưng Du Súc đã lui ra khỏi giới này nhiều năm, lần này xuống núi cũng là bất đắc dĩ nhận sự ủy thác của người khác. Không ngờ cái đêm đưa giấy tờ giả cho Giang Đô Chiêu, Du Súc đã bị trừ khử bịt miệng. Nhưng cảnh sát không điều tra sâu, chỉ đưa ra kết luận nạn nhân tự tử. Vụ án này cuối cùng cũng bỏ ngỏ ở đó. Hoàng Di Sung rất rõ cái thầy của cha nhất định là hành vi bem người bịt miệng của Giang Đô Chiêu. Hơn nữa anh còn biết Giang Đô Chiêu vượt biên đến các nước khác để tìm kẻ bem người. Hoàng Di Sung bắt đầu bôn ba khắp nơi. Không lâu sau, cảnh sát cũng điều tra ra được tin tức của Giang Đô Chiêu, có điều vẫn luôn không tìm được manh mối cụ thể. Tháng 12 cùng năm đó, bên cảnh sát chính thức thông báo về sự việc của Giang Đô Chiêu cho cả nước và tuyên bố rằng đã thu thập được chứng cứ xác thực. Nhưng cảnh sát vẫn luôn nhận được báo cáo rằng Giang Đô Chiêu vẫn còn sống. Các nạn nhân biểu tình tập thể yêu cầu điều tra lại vụ án. 8 năm sau, Giang Đô Chiêu vẫn là nhân vật bàn tán sôi nổi của mọi người. Truyền thông cũng liên tục điều tra ra các quan chức cấp cao từng bị Giang Đô Chiêu mua chuộc năm đó, mà người phụ trách vụ án này là công tố viên Park. Công tố viên Park đã điều tra và bắt giữ nhân viên không làm tròn chức trách trong những năm qua, để đảm bảo rằng sẽ cho dân chúng một lời giải thích tại cuộc họp báo. Có điều, công tố viên Park này cũng không phải người tốt đẹp gì. Anh ta cố gắng phá án chỉ là vì hậu quả của những quan chức cấp cao nhận hối lộ năm đó. Hơn nữa, anh ta cũng là người phụ trách chính vụ án của Giang Đô Chiêu. Năm đó còn thông đồng với quan chức thả Giang Đô Chiêu đi. Nếu chuyện của Giang Đô Chiêu bị bung bét, không ai có kết cục tốt đẹp cả. Lần này tin đồn về danh sách hối lộ lại xuất hiện, quan chức đã không còn kẻ thế thân nữa, chỉ có thể ra lệnh công tố Park nhanh chóng dập tắt dư luận. Nhưng công tố viên Park đã định liệu kỹ lưỡng trước. Anh ta điều tra người tung tin tức từng là thuộc hạ của Giang Đô Chiêu, Lee Kang Suk. Công tố Park có ba cấp dưới đắc lực, đều là nhân tài lừa đảo mà anh moi ra khỏi tù, mà ba người bị nắm thóp chỉ đành ngoan ngoãn phục tùng, dốc sức làm việc cho công tố viên Park. Trong đó có một hacker có tay nghề cao, chuyên giám sát nghe lén các mục tiêu phi pháp của công tố viên Park. Họ điều tra ra được Lee Kang Suk bị vào tù 3 năm do Giang Đô Chiêu, sau khi ra ngoài lại tiếp tục lừa đảo, gần đây đang lừa đảo những người già sống một mình mua nhà. Đợi khi công tố viên Park bắt được Lee Kang Suk thì biết được Lee Kang Suk có kinh nghiệm lão luyện, lại trở thành nạn nhân, lại bị một ông già lừa mất 100 triệu. Lúc đó Lee Kang Suk tự cho rằng câu được kẻ tiêu tiền như nước, không ngờ đối phương lại là kẻ lừa đảo hành nghề đã lâu. Lúc này người của công tố viên Park gọi đến, nói rằng có người lấy danh sách hối lộ trước bọn họ. Công tố Park bảo hacker điều tra camera, phát hiện người lấy danh sách đi và lừa Lee Kang Suk đều cùng một người, mà người này chính là Hoàng Di Sung sau khi dịch dung. Lúc này cấp dưới của công tố viên Park có một kẻ lừa đảo sốc đông đột nhiên nhảy ra, chỉ ra Hoàng Di Sung là cao thủ chuyên chọn ra những kẻ lừa đảo để lừa. Năm đó sở dĩ anh ta ngồi tù là bị lừa trong tay Hoàng Di Sung. Thông qua hộp xe, hacker điều tra ra được nơi ở của Hoàng Di Sung, nhưng Hoàng Di Sung khá thận trọng, anh cảm nhận được tình hình không ổn, dứt khoát bỏ nhà chạy trốn. Công tố viên Park lái xe đuổi theo, dùng thủ đoạn bạo lực chặn Hoàng Di Sung ở ngã tư, nhưng tất cả dường như đều nằm trong dự liệu của Hoàng Di Sung. Hoàng Di Sung nói thẳng, Lee Kang Suk chỉ là mồi nhử, mục đích thật sự của anh chính là muốn tóm Giang Đô Chiêu phía sau. Đối với sự chất vấn của công tố Park, Hoàng Di Sung nói ra sự thật mà anh đã điều tra nhiều năm. 4 năm trước, Hoàng Di Sung điều tra được, sau khi Giang Đô Chiêu bị bem ở nước khác đã chạy trốn đến Thái Lan để làm hoàng đế, nhưng năm đó anh quá thiếu kiên nhẫn, bất cẩn rơi vào tay Giang Đô Chiêu, sau đó thoát hiểm trong gang tấc. Đó cũng là lần cuối Hoàng Di Sung gặp Giang Đô Chiêu, cho đến gần đây anh mới điều tra được Lee Kang Suk và Giang Đô Chiêu vẫn còn liên lạc với nhau, cho nên Hoàng Di Sung định dùng Lee Kang Suk để dụ Giang Đô Chiêu ra và đích thân bem kẻ thù đã bem bố mình. Sau đó, công tố Park điều tra được Hoàng Di Sung quả thực từng đến Thái Lan 4 năm trước, điều này khiến công tố Park bắt đầu tin rằng Giang Đô Chiêu vẫn còn sống. Nhưng chức vụ của công tố Park không cao, các chính trị gia khác căn bản không để ý đến lời anh ta nói. Công tố Park cho rằng nên diệt cỏ tận gốc, nhưng những người khác lại cho rằng chỉ cần xử lý nhân chứng là được. Công tố Park vô cùng tức giận, anh ta định đích thân dụ Giang Đô Chiêu ra và ra tay để tránh đêm dài lắm mộng. Mà Hoàng Di Sung có kế hoạch tự tay trừ khử Giang Đô Chiêu, chính là công cụ mượn đao khử người tốt nhất của công tố Park. Đối với sự hợp tác mà công tố Park đề nghị, Hoàng Di Sung chỉ yêu cầu để anh ấy đích thân báo thù và lên kế hoạch chỉ huy toàn bộ mọi người hành động. Sốc Đông đóng vai nhân viên cũ tham ô của công ty tư nhân, Hoàng Di Sung đóng vai ông chủ và đánh nhau với Sốc Đông, dùng quyền lực của công tố Park nhốt hai người vào trong phòng giam của Lee Kang Suk. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của kẻ lừa đảo chuyên nghiệp khá lành nghề. Đôi ba câu nói chuyện đã khiến Lee Kang Suk hiểu ra Hoàng Di Sung là ông chủ rất giàu có và gần đây định đầu tư vào bất động sản. Cái này đúng với nghề nghiệp của Lee Kang Suk. Sau khi truyền tin đi, công tố Park ra lệnh thuộc hạ thả Lee Kang Suk ra. Không ngoài dự đoán, Lee Kang Suk vẫn luôn chờ đợi Hoàng Di Sung ở ngoài cổng và theo đuôi đến công ty tài chính mà đám người Hoàng Di Sung đã sắp xếp trước khi rời đi. Mà tài sản lớn nhất của Hoàng Di Sung bây giờ là sòng bạc ngày càng nhiều tiền. Lee Kang Suk cố tình đụng phải Hoàng Di Sung ở sòng bạc, giả vờ mượn danh phận bạn bè để tiếp cận và bàn về kinh doanh bất động sản với Hoàng Di Sung. Hoàng Di Sung không tiếp lời, ngược lại trực tiếp nói với Lee Kang Suk, bây giờ anh đang tìm một người hợp tác của sòng bạc đầu tư 1 tỷ, 6 tháng sau có thể thu lợi nhuận 80%
năm trở lên. Nói trắng ra, đây rõ ràng là rửa tiền một cách trắng trợn. Vừa nói xong, Hoàng Di Sung liền chơi trò lạt mềm buộc chặt, cố ý rút lại lời nói của mình, chuẩn bị rời đi, căn bản không cho Lee Kang Suk thời gian suy nghĩ. Lee Kang Suk bị lóe mắt bởi lợi nhuận cao, anh ta cho rằng mình nhặt được bảo bối, không hề do dự mà rơi vào bẫy. Thời gian đó, hacker đã xâm nhập vào nhà Lee Kang Suk từ lâu và lắp đặt thiết bị quay lén. Hoàng Di Sung biết rất rõ, Lee Kang Suk muốn kiếm một tỷ cách duy nhất là liên hệ với Giang Do Chiêu. Quả nhiên, Lee Kang Suk rối rắm rất lâu, cuối cùng gọi một cuộc gọi quốc tế. Người đầu dây bên kia chính là Giang Do Chiêu. Lee Kang Suk nói với Giang Do Chiêu rằng hôm nay anh ta gặp một nhân vật lớn, chuyên làm các vụ rửa tiền. Giang Do Chiêu không đồng ý luôn, chỉ nói rằng sẽ cho người đi điều tra thực hư. Nhóm người nghe lén vô cùng kinh ngạc, họ không ngờ Giang Do Chiêu thực sự là giả hẹo. Nhưng mặc dù hacker có thể điều tra địa điểm là Thái Lan, nhưng đối phương thay đổi đường dây nhiều lần, không thể xác định vị trí chính xác. Ngày hôm sau, họ chào đón một doanh nhân họ Quác. Ngoài dự đoán rằng sau khi Quác Sung Gan quan sát sòng bạc và số tiền chất thành núi, thì đã nói chắc rằng đây là một vụ lừa đảo. Hoàng Di Sung vô cùng bình tĩnh, nói rằng mình chỉ muốn rửa tiền và kiếm chút phí xử lý, không quá coi trọng việc giao lợi ích khổng lồ cho người khác. Hơn nữa còn nói rõ, mình chỉ muốn kiếm tiền, không muốn chịu trách nhiệm pháp lý. Nói xong thì anh đứng dậy rời khỏi văn phòng. Lee Kang Suk và nhóm người nghe lén ở góc tối đều không biết phải làm sao. Nhưng Hoàng Di Sung thông thái và công tố Park đã thấy rõ, từ ban đầu Sung Gan đã không muốn hợp tác, hôm nay đến đây chỉ để thăm dò, nếu có điều kiện tốt hơn thì sẽ càng làm anh ta nghi ngờ thêm. Nhưng Hoàng Di Sung nhớ câu nói quen của cha mình, một khi xóa bỏ nghi ngờ, thu về được sẽ là 100% sự tin tưởng. Để xóa bỏ mối nguy hiểm tiền ẩn, dụ Giang Do Chiêu ra, Hoàng Di Sung lập lại kế hoạch. Thành viên nữ trong ba kẻ lừa đảo tên Chun Ja dùng sắc đẹp để tiếp cận Sung Gan. Lúc Chun Ja đang cầm chân Sung Gan, hacker lẻn vào phòng anh ta và bí mật lắp đặt thiết bị giám sát. Phần quan trọng nhất của kế hoạch này là cần công tố Park sắp xếp một báo cáo về Giang Do Chiêu, và Hoàng Di Sung yêu cầu một mình đến Thái Lan, bởi vì chuyện này thuộc hạ của Giang Do Chiêu nhất định sẽ có động tĩnh, chỉ có điều tra tại nơi đó mới có thể biết rõ vị trí cụ thể của Giang Do Chiêu. Sáng sớm một hôm, Chun Ja cài đặt virus nghe lén vào điện thoại của Sung Gan, lại cố ý dụ Sung Gan xem tin tức phát sóng mà công tố Park đã sắp xếp. Lúc Sung Gan biết được có nhân chứng nhìn thấy Giang Do Chiêu ở Thái Lan thì cực kỳ căng thẳng và tập trung, anh ta vội vàng trở về phòng ngủ và đóng cửa, gọi điện cho Giang Do Chiêu, không thể tin được rằng Giang Do Chiêu lại ở Hàn Quốc. Hacker định vị điện thoại của Sung Gan, truy tìm đến địa điểm, Chun Ja cũng theo sát phía sau, thực sự nhìn thấy Giang Do Chiêu. Đợi lúc công tố Park tới, Giang Do Chiêu đã ngồi cáp treo rời đi, mà công tố Park cũng nhìn rõ người bên trong chính là Giang Do Chiêu. Nhưng hacker nghe lén rằng Giang Do Chiêu và Sung Gan sẽ gặp nhau để bàn chuyện làm ăn vào chủ nhật này. Lúc này, công tố Park đột nhiên nhận được điện thoại của thuộc hạ, anh ta biết được Hoàng Di Sung không đi Thái Lan, lúc này đang cùng phóng viên trò chuyện về chủ đề danh sách hối lộ. Từ chỗ phóng viên, Hoàng Di Sung hiểu ra trong tay công tố Park nắm giữ danh sách thật của các quan chức mà Giang Do Chiêu đã hối lộ. Sau khi điều tra cẩn thận, công tố Park phát hiện Hoàng Di Sung từng đi khắp nơi điều tra danh sách hối lộ. Cha anh mất vì tự sát thực ra là người nổi tiếng được trong giới gọi là Du Súc. Chuyện của 8 năm trước từ xuất hiện trong đầu công tố Park. Hóa ra năm đó Du Súc đã nghỉ hưu, bị một quan chức nhận hối lộ uy hiếp. Tên quan chức này dùng tính mạng của gia đình để uy hiếp Du Súc phải giải quyết chuyện vượt biên của Giang Do Chiêu. Mà đêm đó khi Giang Do Chiêu lẻn ra nước ngoài, kẻ sát hại người bịt miệng chính là công tố Park. Lúc này công tố Park có dự định mới, anh ta không thể hiện cảm xúc gì và liên lạc với Hoàng Di Sung, nói tin tức của Giang Do Chiêu ở trong nước cho anh và bảo anh mau chóng về nước. Công tố Park cho rằng Hoàng Di Sung chỉ biết Giang Do Chiêu ra tay với bố anh, chỉ cần nói tin tức của Giang Do Chiêu cho Hoàng Di Sung thì có thể mượn đao bem người và tránh xa rắc rối. Công tố Park đưa cho Hoàng Di Sung một khẩu súng, sau đó lại tìm tới Sốc Đông từng có xích mích với Hoàng Di Sung, yêu cầu anh ta bem Hoàng Di Sung sau khi anh ấy bem ngay Giang Do Chiêu. Không chỉ như vậy, công tố Park độc ác còn có mánh khóe khác. Sau khi Hoàng Di Sung và Sốc Đông xuống dưới tầng hầm của Giang Do Chiêu, anh ta lập tức ra lệnh cấp dưới khác gần đó. Sau khi nghe mệnh lệnh của anh ta thì xông vào diệt sạch đám người Giang Do Chiêu. Lúc Hoàng Di Sung chuẩn bị ra tay, công tố Park nghe thấy Giang Do Chiêu muốn rửa 300 tỷ tại Hàn Quốc, nhưng chỉ khi lấy 30 tỷ sẽ được giao cho công ty tài chính của Hoàng Di Sung để thử trước, nếu xử lý ổn thỏa thì giao 270 tỷ còn lại cho Hoàng Di Sung. Nghe đến đây, công tố Park động lòng, anh ta ra lệnh Hoàng Di Sung lập tức từ bỏ hành động, nhưng trong đầu Hoàng Di Sung chỉ muốn trả thù. Bất đắc dĩ, Sốc Đông đành đánh ngất và đưa đi, bởi vì nghị sĩ đang trong cuộc tuyển cử sắp đến, nếu cuộc bầu cử thành công, vị trí của công tố Park nhất định sẽ thăng lên, cho nên 300 tỷ này sẽ là thủ đoạn cạnh tranh tốt nhất của nghị sĩ. Nhưng Hoàng Di Sung chỉ muốn báo thù, đương nhiên sẽ không giúp công tố Park lừa Giang Do Chiêu. Nhưng công tố Park biết Hoàng Di Sung muốn danh sách hối lộ trong tay anh ta, vì thế công tố Park dùng danh sách hối lộ làm điều kiện, yêu cầu Hoàng Di Sung nuốt sạch 300 tỷ, sau đó không chỉ có được danh sách còn được đích thân trừ khử Giang Do Chiêu. Theo suy nghĩ của Hoàng Di Sung, đây là vụ làm ăn có lợi nhất. Hôm giao dịch, Sung Gan mang 30 tỷ chi phiếu đến, yêu cầu Hoàng Di Sung đổi thành tiền mặt trong vòng một tuần. Hoàng Di Sung nói với công tố Park, sau khi Sung Gan nhận được 30 tỷ tiền sạch thì nhất định lập một công ty lớn hơn, rửa nốt 270 tỷ. Lúc này cần dùng tới quyền lực của công tố Park điều tra khám xét công ty bây giờ của Sung Gan. Kết quả ngày hôm sau vừa điều tra, Sung Gan đã mất tích. Công tố Park rất tức giận vì chuyện này, Hoàng Di Sung cũng không biết làm sao. Lúc này, Sung
Sung-gan dùng số điện thoại mới liên lạc với Hoàng Ji-sung. Hóa ra do Sung-gan quá nhạy cảm, cho rằng cảnh sát không có lý do gì mà lục soát công ty mình, ắt đã phát hiện ra chuyện gì đó. Sung-gan nói với Hoàng Ji-sung, công ty mình gặp phải chuyện khẩn cấp cần ra nước ngoài ngay. Anh ta cần Hoàng Ji-sung chuẩn bị 30 tỷ tiền mặt vào ngày mai. Sau khi lấy được tiền, anh ta sẽ cung cấp 270 tỷ để Hoàng Ji-sung rửa từ từ. Sau khi Công tố Park nghe xong thì gật đầu bảo Hoàng Ji-sung đồng ý giao dịch này. Công tố Park bây giờ được nghị sĩ hỗ trợ, đương nhiên không sợ những chính trị gia tham nhũng và vô dụng kia. Anh ta làm ầm văn phòng nơi các chính trị gia tụ họp, yêu cầu những chính trị gia đã nhận hối lộ nôn tiền ra, không đủ anh ta tự ứng trước, nếu không đừng ai có thể giữ được vị trí hiện tại của mình. Dưới sự ép buộc của Công tố Park, chính trị gia sợ hãi hàng loạt và gom 30 tỷ tiền mặt. Sáng ngày hôm sau, Hoàng Ji-sung và Sung-gan đổi xe cho nhau tại trạm xăng và hẹn tối hôm sau sẽ giao dịch chi phiếu còn lại tại cảng. Thời gian cấp bách, bây giờ chỉ có thể đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Không ngờ Công tố Park qua cầu rút ván, trực tiếp bắt giữ Hoàng Ji-sung, sau đó bảo thuộc hạ định vị xe chuyển tiền, theo dõi Sung-gan để tìm Giang Do-chiu. Không ngờ Giang Do-chiu vô cùng xảo quyệt, trước khi cảnh sát đến đã chuyển tất cả tiền đi và lái xe chạy trốn. Thấy tình hình như vậy, Công tố Park lập tức ra lệnh tập hợp mọi người tối ngày hôm sau mai phục ở cảng để bắt giữ Giang Do-chiu. Lúc này Giang Do-chiu đột nhiên gọi đến, dùng danh sách hối lộ để uy hiếp, yêu cầu Công tố Park rút lệnh đuổi theo ông ta. Nhưng Công tố Park tự phụ không hề sợ hãi, nói thẳng người nên sợ hẳn là mấy ông già kia, mình căn bản không bị thương mấy. Ai ngờ đám người nghị sĩ vội vàng xuất hiện trong cuộc gọi, Công tố Park mới biết đây là bẫy của Giang Do-chiu. Để lấy lại lòng tin của nghị sĩ, Công tố Park chuẩn bị nhanh chóng đổi chi phiếu thành tiền mặt, đảm bảo tối nay bắt được Giang Do-chiu. Cùng lúc đó, Hoàng Ji-sung xúi giục ba kẻ lừa đảo của Công tố Park. Hóa ra Hoàng Ji-sung quả thực đã tìm đến Giang Do-chiu vào 4 năm trước, có điều anh cũng biết được từ phía Giang Do-chiu rằng kẻ sát hại bố mình thực sự là Công tố Park hay nịnh nọt. Vì khao khát tự do và sự đồng cảm với Hoàng Ji-sung, ba kẻ lừa đảo quyết định giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng sốc đông trong số họ đột nhiên làm phản, bằng chứng phạm tội của Công tố Park đưa cho truyền thông cũng bị giữ lại giữa chừng. Công tố Park vô cùng tức giận, ra lệnh sốc đông bí mật bem luôn ba người. Không lâu sau, Công tố Park nhận được cuộc gọi rửa tiền và được thông báo tất cả chi phiếu đều là giả. Công tố Park biết được chuyện này thì điên lên, anh ta đích thân đến cảng muốn xé Giang Do-chiu thành từng mảnh. Tuyệt đối không ngờ rằng Giang Do-chiu lại chính là Hoàng Ji-sung cải trang thành. Tất cả các hành động sau khi Lee Kang-suk bị lừa đều do Hoàng Ji-sung sắp đặt, ngay cả sốc đông bên cạnh Công tố Park cũng là người do Hoàng Ji-sung sắp đặt. Vụ án tiếp thị năm đó khiến vô số nạn nhân tự tử trong tuyệt vọng, trong đó có anh em của sốc đông và vợ của Sung-gan. Để báo thù rửa hận, ba người bắt đầu bố trí cẩn thận một cái bẫy kéo dài nhiều năm, giả mạo danh tính và tạo ra chi phiếu giả, sắp xếp những trợ thủ trong ngoài phối hợp, học tập và ghi âm giọng nói của Giang Do-chiu và mua chuộc Lee Kang-suk để lan truyền tin đồn, cuối cùng lợi dụng lòng tham của chính trị gia để gậy ông đập lưng ông và hạ bệ các chính trị gia tham nhũng. Hàng loạt hành động như thần này khiến Công tố Park cảm thấy khiếp sợ, vì mạng sống anh ta đẩy tất cả tội danh lên đám người chính trị gia kia và bảo đảm với Hoàng Ji-sung nhất định sẽ đưa kẻ phạm tội ra trước công lý. Không ngờ đám người nghị sĩ đã bị Hoàng Ji-sung bắt đến đây, họ nghe thấy mọi lời nói của Công tố Park thì vô cùng tức giận, chạy đến mắng chửi Công tố Park là kẻ vô ơn, thậm chí nghị sĩ quỳ xuống cầu xin tại chỗ và thừa nhận tội danh của mình, còn hứa rằng nhất định sẽ bồi thường cho nạn nhân. Lời nói vừa dứt, lực lượng cảnh sát và phóng viên ập vào và hacker đã trực tiếp phát sóng toàn quốc video tại hiện trường lên mạng. Trong chớp mắt, phong ba kéo đến, mọi người đều biết những kẻ tham nhũng bị bắt từng người một. Nhóm người Hoàng Ji-sung còn nhận được 30 tỷ, nhưng kẻ cầm đầu Giang Do-chiu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vụ lừa đảo của họ vẫn tiếp tục, được gọi là kẻ lừa đảo, chẳng qua là lợi dụng dục vọng của con người để tạo ra ảo tưởng, chỉ cần vẫn còn dục vọng, kẻ bị lừa dối sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cái lồng này. Cha của Hoàng Ji-sung nói rất đúng nha, một khi xóa bỏ nghi ngờ, nhận được sẽ là 100% sự tin tưởng. Ok, hôm nay đến đây thôi. Các bạn thích bộ phim đừng quên like và theo dõi nhé. Cảm ơn mọi người đã xem, hẹn gặp lại.